Nhằm góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông giờ cao điểm, thành phố Đà Nẵng đang nghiên cứu triển khai dự án thí điểm phát triển dịch vụ xe đạp công cộng tại khu vực trung tâm và hiện đang tổ chức lấy ý kiến người dân và du khách về vấn đề này. Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng vừa đưa ra hai mẫu khảo sát dành cho dân và khách du lịch để lấy ý kiến góp ý về dự án phát triển xe đạp công cộng thành phố. Đây là dịch vụ cho phép người dùng mượn xe đạp hoàn toàn tự động với chi phí thấp, ứng dụng các phương án thanh toán điện tử. Phiếu khảo sát gồm các câu hỏi về nhu cầu sử dụng xe đạp, lộ trình mong muốn và phương thức thanh toán. Các ý kiến sẽ được cơ quan chức năng tiếp nhận và phục vụ công tác phân tích, đánh giá để triển khai thí điểm dự án này. Việc nghiên cứu thí điểm phát triển dịch vụ xe đạp công cộng được đặt ra trong bối cảnh đô thị Đà Nẵng đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức như số lượng phương tiện cá nhân tăng mạnh, ùn tắc giao thông giờ cao điểm và tình trạng vi phạm đậu đỗ xe trên nhiều tuyến đường.